bà con em nhé. Em về hai chọc bánh xe, bánh 150 nha. Xét vô. Rồi. Xuống luôn. Rồi, rồi, rồi. Cho bà ở đây. Kệ đấy. Số lượng chỉ có hai sọt thôi nha anh em. Ngày một bánh thì hai bánh chết hai bánh sống rồi. Có hai bánh chết hai bánh sống. Bánh 1,8. Bánh sống 1,5. Một bồ là 6,4 kg. Hai bánh là 3,2 kg. Một bộ là 6,4 kg. Chín 150. Còn sọt nữa nha. Anh em có nhu cầu về bánh tre 150 nha. Này bánh 150 32. 150 nha. 150 nhân 38. 150 nhân 38 nha. Bánh Nhật. Bắt dậy 3,5 kg. Một bồ 6,4 kg. Còn bồ 1 hẹ không nha. Đồng đều luôn nha anh em. Chỉ có 2 sọt. Anh em nào làm thì có gì alo nha. Sáu. Này đang dịch bệnh nên mấy tiền chưa có về được nha. Clip sau sẽ có mấy tiền báo anh em sau nha. Rồi xuống. Xuống luôn. Xuống luôn đây. Rồi, có 2 sọt. Dưới còn 4 giỏ giống vậy đó. 2 sọt trước rồi. 2 sọt trước rồi. Cốt toàn quốc thì anh em cọc nha, là về hàng một bộ tới 6,4 kg luôn. Thôi em sẽ thích cốt cốt rồi, chị chào tụi mình anh em ạ.